Sáng ngày 23 tháng 5, tại khuôn viên quảng trường Đại đoàn kết, Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với Trung tâm Giao lưu Nhật Việt, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế FSC tổ chức lễ trao tặng trồng 24 cây anh đào Nhật Bản. Đây là hoạt động nằm trong chương trình gặp gỡ Gia Lai Nhật Bản năm 2022 trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai dân tộc. Đến dự có ông Khờ Ba Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và lãnh đạo thành phố Pleiku. Đại diện Nhật Bản có ông Shimonishi Kiyoshi, Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Soshiratori, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nhật Việt. Ông Soshiratori, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nhật Việt bày tỏ, lễ trồng cây hoa anh đào là hoạt động đầy ý nghĩa, được tổ chức trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai. Những cây hoa anh đào biểu trưng cho đất nước Nhật Bản được trồng trên mảnh đất Gia Lai càng thêm ý nghĩa, mong rằng những cây hoa anh đào sẽ phát triển tốt tươi, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết giữa hai dân tộc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.